hướng dẫn cho anh cái kết nối Bluetooth nếu mà anh chưa biết, trong trường hợp anh chưa biết nha. Thì khi mà chuyển qua chức năng Bluetooth trên cái bằng cái khiển này nè, thì mặc định nó sẽ connecting to cái delay stick Bluetooth device, nghĩa là cái thiết bị cuối cùng kết nối với nó gần nhất á. Thì anh muốn kết nối một thiết bị mới thì mình nhấn giữ cái nút nguồn rồi nha, cái nút nút sụt chứ, để nó chuyển sang cái turn on Bluetooth này, nó chuyển sang cái độ pairing mode này, cái nút này nè. Rồi nó chuyển sang pairing mode thì anh quét nó mới mới hiện lên nha, còn nếu mà không có bấm thì quét nó sẽ không bao giờ nó hiện ra. Đây nè, giờ nó mới hiện lên non sale nè, bấm vào thôi, bấm vào thì nó ghép đôi thôi. Ghép đôi xong thì đây mình phải ấn enter cái nha, này nó hiện nè, thấy nè, nó bảo là max su nè, bay là bạn ấn enter, bấm enter cái nè, đó bắt đầu nó mới quay quay nè. Đó lưu ý nha, đó là nghĩa là phải khi mà pair trên cái điện thoại rồi xong phải ấn enter lên đây nó mới xác nhận, nó mới mới vào nha, còn nếu mà không là nó sẽ cứ treo hoài luôn á. Nhiều người không có rành là cứ treo hoài đó. Rồi bây giờ mở thì nói chung con này thì cập nhật cái firmware quay mới nhất rồi nên là nó sẽ chơi hoàn hảo, không có cái vấn đề lag giật gì đâu, chất âm chơi qua Bluetooth đó. Rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài.